bạn hiểu nhá. Mất program tức là mất nói, nhưng mà bệnh nhân vẫn hiểu được. Còn mất quen biết tức là mất hiểu, nhưng mà bệnh nhân vẫn nói được. Các bạn hiểu không? Rất là hiểu rồi đúng không? Rồi, tiếp tục thì các bạn sẽ đến cái phần nữa, đó là các tổn thương nguyên phát và thư phát. Câu hỏi này hay ra lâm sàng nè, bữa hôm đứa nào thì thì cho biết đó. Ủa vậy tổn thương nguyên phát là gì, thư phát là gì, và một số loại tổn thương trong chấn thương sọ não. Thì nguyên phát là ngay lập tức diễn ra tại cái thời điểm mà bị chấn thương, ví dụ như là một cái vỡ xương sọ hoặc là giật não tại vị trí đó luôn. Còn tổn thương thư phát là sau nguyên phát, các loại máu tụ này, thiếu máu não này, co mạch máu não này, phù não lên này, là những tổn thương thư phát ha. Và một số tổn thương các bạn thường gặp, ví dụ như vết thương sọ não hở, xíu nữa các bạn sẽ học này, hay là chấn thương sọ não kín, bây giờ các bạn đang học này, và chấn động não này. Thường chấn động não thì không thấy tổn thương trên CT scan, nhưng mà nó có thể gây lú lẫn hoặc là rối loạn cái trí nhớ, ý thức, tuy nhiên nó sẽ bé hơn 6 tiếng. Và thường những cái bệnh nhân đó các bạn chỉ cần theo dõi bệnh nhân thôi. Và tiếp tục, các loại giật não có thể là kèm xuất huyết và chấn động, chấn thương sọ não cũng như tổn thương sự vật lan tỏa. Đúng chưa? Và gì? Đây là một số cái loại máu tụ các bạn cần nhớ này. Đây là máu tụ ngoài màng cứng. Ngoài màng cứng là gì? Là cái lớp ở phía ngoài của màng cứng, và nó là một cái thấu kính hình tí nữa mình sẽ nói. Mà tổn thương của mình đó là một tổn thương do tổn thương ở mạch màng não giữa ha. Còn máu tụ dưới màng cứng là tổn thương các tĩnh mạch cầu nối, và máu tụ trong não là những cái tổn thương đột nhập nhu mô não ha. Và thứ hai tức là cái gì, thì đây là một cái hình để các bạn lưu ý, là những cái tổn thương, ví dụ máu tụ ngoài màng cứng, ví dụ máu tụ dưới màng cứng, ví dụ máu tụ trong não và trong hệ thống não thất nữa. Thấy chưa? Thì cái vấn đề của Y4 đó là này, cắt kháng và tìm cho ra bệnh. Thấy chưa? Giống như vạch lá ra và tìm con sâu đó, cũng như vạch bệnh nhân ra và tìm xem có tổn thương gì. Cái này học thuộc nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ khám gì? Khám tổng quát với ABCDE và các cơ quan. Khám tri giác với điểm đó, Coma Score. Khám các dấu hiệu sinh tồn, dấu hiệu thần kinh khu trú và tăng áp lực nội sọ. Với 4 chữ T, chúng nhân có 4 chữ lắm á. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, chứ đau lắm á. Còn mình là tri giác nè, dấu sinh tồn nè, dấu thần kinh khu trú và tăng áp lực nội sọ ha. Thì đầu tiên thì tổng quát ABCD đó là cái gì á, sau đó các bạn mới khám chứng thương sọ não. Bởi vì sao? Bệnh nhân phải sống các bạn, bệnh nhân phải thở, bệnh nhân phải có mặt thì các bạn mới khám. Còn bây giờ bệnh nhân lăn đùng đó, không mặt, không thở thì bệnh nhân mình khám thần kinh có ý nghĩa gì nữa ha. Lúc đó bệnh nhân tử vong rồi, mình khám có ý nghĩa gì nữa, đúng không? Các bạn phải coi bệnh nhân có sống hay không thì các bạn mới khám tiếp ha. Thì về ABCD là gì? A là airway, breathing, circulation, disability and exposure environment. Tức là gì? Tức là các bạn sẽ coi đánh giá đường thở nè, cái kiểu thở của bệnh nhân, đánh giá mặt, mắt mặt xem, thấy chưa? Coi lồng ngực thế nào, xem thử cái dấu thần kinh, cái này chỉ là nằm trong cái mức ABCD thôi. Có thể là bệnh nhân yếu liệt hay là đường tự giãn vân vân, hoặc là những cái chất tiết ra môi trường bên ngoài. Ví dụ như có thể là các bạn sẽ thấy máu chảy ra ở chân nè, hoặc là các bạn sẽ thấy dịch tụ tụy chảy ra ở vùng vết thương sọ não vân vân. Để làm gì? Trong vòng khoảng 30 giây các bạn phải phát hiện xem ngoài tổn thương ở trên sọ đó, bệnh nhân còn tổn thương ở vị trí nào nữa không? Lồng ngực có bị không? Cổ có bị không? Rồi xong xem thử bụng có bị không? Coi thử hai bên cánh chậu có bị không, hoặc là tứ chi có bị không? Bởi vì sao? Bệnh nhân có thể tử vong do xuất huyết nội, bệnh nhân có thể tử vong do mạng sườn di động, bệnh nhân có thể tử vong do một cái sốc mất máu do gãy xương đùi hoặc là xương chậu. Hiểu ý mình chưa? Vì vậy nên chỉ cần lướt một cái các bạn coi thử cuộc sống cổ chết, bệnh nhân có nẹp cổ này, coi chừng có gãy cuộc sống cổ này, rồi xem thử cái lồng ngực bệnh nhân hô hấp có vẻ bất thường này, coi thử có bị tràn khí hay tràn máu màng phổi hay không. Các bạn ấn vào cái bụng của bệnh nhân coi thử, ui có phản ứng thành bụng, co cứng thành bụng rồi, coi nguy cơ có xuất huyết nội trong đó. Các bạn dùng hai tay ấn vào trong cái
hai cái màu trụ của bệnh nhân thử bệnh nhân có đau không, coi xuất huyết ở trong cái tiểu khung hay không, và bốp bốp hai chân hai tay xem thử có bị gãy xương gãy tay không, thấy chưa? Vì vậy cái vấn đề đầu tiên của các bạn đó là bay tới phòng cấp cứu ngay hộp găng, bưng cho mình cái hai cái găng của các bạn mang vô, sau đó làm tiếp, chưa? Bởi vì nguy cơ của các bạn đó là phơi nhiễm với những cái tác nhân truyền qua đường máu HIV này, HPV này, vân vân, thấy chưa? Thành ra các bạn phải cảnh giác với điều đó, đặc biệt là mà sinh viên của mình luôn khôn lắm, mấy thầy bảo bưng cái máu me từ le hoặc me rồi thêm nữa nó bắn vô trong mắt nữa, úi chào về khóc. Thành ra là các bạn phải lưu ý vấn đề đó ha. Tiếp tục đó là gì, cái này phải thuộc lòng tại vị trí này, đó là gì, tham điểm glaucoma score của bạn gồm có EV và M, E là eye, V là void và M là motor. Rồi, cho cái bạn ở xa xa đi. Bạn nào mang khẩu trang đi, em đưa. Rồi, em đứng đây, chị khám cho. Em đó. Bây giờ nè, lựa bạn đi gì? Bây giờ mình Hà đây hả? Hà hả? Bây giờ mình sẽ khám bạn Hà nè. Một bệnh nhân vô viện với mình bị chấn thương sọ não chẳng hạn. Ví dụ như đi. Không phải, bị chấn thương sọ não rồi đó. Bây giờ mình khám như thế nào? Đầu tiên là mình phải khám mắt. Thì các bạn sẽ coi tụi mắt của bạn Hà có mở người không, tức là hoạt động với tiếp xúc với mình có ok không, thấy chưa, là 4 điểm. Nếu mà không có mở mắt mà mình gọi lên Hà mới bắt đầu mở, ví dụ Hà mở mắt là đó là 3 điểm. Rồi 2 điểm là gì, nói không mở thôi, bây giờ mình béo mắt thấu thì là đâu mở ra, vì là 2 điểm. Còn 1 điểm là gì, là con bé con bố con đó là gì đó. Rồi, cảm ơn Hà. Tiếp tục, bạn đi. Tiếp tục đến lời nói ha. Lời nói thì gồm có 5 cái điểm. Đầu tiên đó là bệnh nhân nói hiền, không hiểu lời. Thì có gồm gì? 5 đó là gì? Là bệnh nhân nói chuyện rất là như mình vừa mới nói với bạn ha. Là 5 điểm, thấy chưa? 4 điểm là gì? Là mình hỏi như một bệnh nhân trả lời được nhưng mà rất là chậm. Ví dụ như nhà em ở đâu, chuyển một buổi lửa lâu rồi mới trả lời nhà em ở Quảng Trị chẳng hạn, vân vân. Hoặc 3 điểm là gì, mình nói nhưng mà trả lời sai, trả lời đi đâu á. Ví dụ như mình hỏi có bạn trai chưa, trả lời đi. Nói chậm nữa, vận động còn có 3 điểm.
Vậy tổng của bạn Hà là 8 điểm, đúng không? Cái vấn đề là các bạn sẽ ra con số này để làm gì? Nó sẽ phân ra cho bạn là 3 mức: nhẹ, trung bình và nặng. Tương ứng với nhẹ là từ 14 đến 15, trung bình là 9 đến 13 và nặng là 3 đến 8. Tại sao các bạn phải phân như vậy? Tại vì các bạn sẽ đánh giá được bệnh nhân ở mức can thiệp nào. Hiểu ý mình không? Ví dụ như bệnh nhân nhẹ thì các bạn có thể lâu lâu tới khám pháp được. Nhưng mà ở mức trung bình và nặng thì các bạn phải theo dõi tích cực. Thấy chưa? Có thể thậm chí CT scan liên tục luôn, gọi là series CT scan. Nhưng mà bây giờ nghe ở mức đi là các bạn sẽ phân loại: à, con Hà đã chết rồi, nó ở mức nặng rồi. Mình phải theo dõi tích cực. Thấy chưa? Còn nếu mà khám bệnh lượng ở 14, 15 nó thả cho nó đi chơi là được. Hiểu ý mình chưa? Vậy các bạn bệnh nhân sẽ, cái việc đánh giá của các em sẽ là một cách tương đối để các em xếp loại bệnh nhân, đặc biệt trong những cái tai nạn và thảm họa. Rất là nhiều bệnh nhân bị tai nạn la liệt trước thì các bạn phải phân nhóm ra. Không phải các bạn cứ đâm đâm cứu một người sắp chết, hiểu ý không? Nhưng mà các bạn sẽ dành thời gian đó cho những người có khả năng sống cao hơn. Như ở nước ngoài nó sẽ có thẻ xanh, thẻ đỏ, thẻ vàng và thẻ đen. Hiểu mình chưa? Cũng tương tự như vậy sẽ giúp cho các bạn biết bệnh nhân nên ở mức can thiệp nào. Tiếp tục đó là gì? Cách khám. Chữ T đầu tiên của mình đó là gì? T đầu tiên của mình là tri giác vừa rồi. T thứ hai là gì? Là thần kinh thực vật. Và các bạn sẽ khám mặt, nhiệt huyết áp và nhịp thở. Tiếp tục T tiếp theo là thần kinh khu trú, xem thử đồng tử có giãn hay không. Bình thường đồng tử của các bạn là khoảng 4mm, nếu mà giảm là to bằng dặm đây nè, thấy chưa? Thì các bạn sẽ coi và coi thử có bất thường gì không. Và tiếp tục là các bạn sẽ coi thử bệnh nhân có bị yếu nửa người hay không, liệt nửa người đổ bên đó, thấy chưa? Tiếp tục đó là gì? Sau thần kinh khu trú, thần là tăng áp lực nội sọ. Hay trên lâm sàng các bạn sẽ dùng cái từ ICP. ICP là gì? Intracranial pressure. Không, thì gì? Là áp lực nội sọ tăng lên thì một là bệnh nhân đau đầu, hai là động kinh, hoặc là nôn vọt, hoặc thay đổi lời nói, hoặc là bệnh nhân có thể là mắt có thể là phù gai thị, hoặc là có một cái tan chứng mà các bạn cần nhớ. Chưa? Các bạn sẽ học này, hội chứng cơ sinh này, bệnh cơ sinh này, bây giờ còn tam chứng cơ sinh này, nó là cái gì á? Nó là thứ nhất là huyết áp cũng không tăng, thứ hai là giảm mạch, và ba là thay đổi cái hô hấp. Cái đây không phải hoàn toàn 100% đúng đâu nghe, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn tránh bỏ sót bệnh nhân bị chấn thương sọ não, vì nó rất là đơn giản mà nó có cái khả năng tầm soát để làm gì. À, các bạn đang nghi ngờ một cái khối mô tục trong não không biết làm sao hết, mà người ta sau nhiều năm đúc kết người ta ra cái này thì các bạn học gọi là thừa kế đó, thấy chưa? Và nhớ nghe, không phải thằng nào 100% cũng có đâu, nhưng mà có thì các bạn sẽ cảnh giác đối với những cái bệnh nhân. Tiếp tục đó là gì? Sau đó các bạn mới đi khám chấn thương sọ não. Thì chấn thương sọ não các bạn sẽ khám gì? Khám chung, khám tình trạng chung, cái loại tai nạn xảy ra, cơ chế, đặc biệt là thời gian, khoảng tỉnh, trí nhớ, vân vân. Và khám từ ngoài vào trong, ví dụ như mình này, khám từ ngoài vào trong thì khám da này, sau đó xương này, rồi đến nhu mô ha. Thì và các cận lâm sàng, ví dụ thì ở đây mình muốn nói cho các bạn đó là các bạn phải khám cho mình cái cơ chế chấn thương và thời gian diễn ra chấn thương đó. Cơ chế, coi thử cơ chế đó là trực tiếp hay gián tiếp, hay là cơ chế đó là cơ chế đụng dội. Chưa, nhiều bệnh nhân các bạn bị bỏ sót về vấn đề này, đặc biệt là cơ chế đụng dội. À, tự nhiên bạn bị đánh phát ở đây, xong đó tự nhiên đến tối có một cục ở đây. Thấy chưa, mà mình cứ nhe nhe nhìn trên phim chỉ nhìn ở đây thôi, thì các bạn sẽ bỏ sót cái vùng này và nguy cơ tụt não do cái máu tụ tăng lên và nó gây tụt xí mà mình sẽ nói ha. Vì vậy nên coi được cái cơ chế của bệnh nhân là gì. Và thứ hai đó là khoảng tỉnh. Cái này nhiều sinh viên của mình bỏ sót. Tỉnh là gì? Là tỉnh rồi mê rồi tỉnh, à hay là mê rồi tỉnh rồi mê.
thì cái đoạn quảng tĩnh ở đây nó có tỷ lệ nghịch với lại cái thương tụ ở trong nớ. Tại sao mình nói như vậy? Các bạn hình dung nè, tĩnh là gì? Đầu tiên á là bệnh nhân mê là rơi vào ức chế, sau đó tỉnh lại là thoát khỏi ức chế, và mê trở lại là rơi lại vào ức chế. Nghĩa là sao? Cái khoảng thời gian giữa thoát khỏi ức chế và mê lại ức chế nó có liên quan đối với lượng máu ở trong não, hiểu ý không? Tức là nếu khoảng thời gian đi ngắn thì lượng máu rất là nhiều, rất là nhiều và diễn tiến rất là nhanh. Vì vậy nên vừa mới thoát khỏi ức chế mà gặp một lượng máu rất là lớn, nó lại rơi lại vào ức chế. Nghĩa là gì? Nếu khoảng tĩnh càng ngắn, nguy cơ tổn thương trong não của bệnh nhân rất là nặng nề. Bạn hiểu không? Vì vậy nên đừng có bỏ sót hết. Còn nếu mà bệnh nhân mê luôn thì không có gì, nhưng mà bệnh nhân mê tỉnh rồi lại mê lại thì các bạn lưu ý, đó là khoảng tĩnh và nó rất là đặc hiệu cho một cái máu tụ ngoài màng cứng tổn thương và hoặc màng mà nữa. Bây giờ tiếp tục đó là gì? Đó là các bạn khám từ ngoài vào trong với lại da, xíu nữa các bạn sẽ học cái phần vết thương sọ não hở và sau đó là xương. Mà chú ý ở đây đó là thời gian diễn ra. Tại sao vậy? Cái lớp ở đây này gọi là lớp màng cứng ở đây này là một cái cửa ngõ, là ranh giới giữa cái phần của trong với ngoài. Nếu mà rách đi gọi là vết thương sọ não hở và nguy cơ nhiễm trùng từ ngoài vào trong rất là lớn. Vì vậy nên những đứa nào mà bị Glasgow cộng 15 điểm thì ra ngoài dù mình có thể phải có mấy đứa bạn, mấy bạn bị rớt điểm Glasgow rồi đó, đang từ 15 xuống còn 13 rồi kìa. Cái góc kìa, cái góc mà không nghe được mình nói kìa, góc bên trái. Ở trên đây nhìn thấy hết á, thấy chưa? Đứa nào buồn ngủ đi lén phép, quên. Đi ra cổng sau đi rửa mặt đi. Bài của chúng ta còn rất hấp dẫn ở đoạn sau nữa, thấy chưa? Và các bạn chú ý, đối với rách thì các bạn coi thử có gì. Nếu mà rách màng cứng, một, các bạn thấy cái màng cứng bị rách luôn. Hai là bạn thấy nhu mô não phèo ra, giống như đậu hũ ấy, thấy chưa? Và ba đó là dịch não tụy chảy ra từ vết tổn thương, thấy chưa? Thì các bạn coi thử có bị rách màng cứng hay không. Và nhớ rách màng cứng, phản xạ đầu tiên của bạn, bệnh nhân đã được SAT chưa? Bệnh nhân đã được dùng kháng sinh chưa? Và gì nữa? Và thời gian diễn ra đó là bao lâu? Hiểu không chưa? Đó là ba phản xạ chính mà sinh viên mình cần phải có khi mà một bệnh nhân bị vết thương sọ não. Hiểu chưa? Tiếp tục đó là gì? Bên cạnh khi mà các bạn đi vô phòng khám á, thì các bạn sẽ gặp một trường hợp: ủa sao cái mặt của bệnh nhân mà tùm lum khoa tới hội chẩn thế này? Bởi vì cái mặt nó rất là nhiều thứ luôn đó. Hai con mắt của con mắt này, cái răng, cái hàm, cái mặt của răng hàm mặt này, cái tai, cái mũi, cái họng này, của tai mũi họng này, thấy chưa? Thành ra một cái đầu thôi mà một đống chuyên khoa. Vì vậy cái chuyên khoa nào thì nó sẽ xử cái chuyên khoa đó thôi, chưa? Nhưng có một số cái biểu hiện của chuyên khoa khác nhưng là của mình. Vậy cái nào? Cái này tức là cái dấu hồi xưa các bạn học, đó là dấu gọi là răng con ai, hay là mắt kính râm, hay là cấu trúc banh đa, thì là tổn thương ở vị trí gì? Đó là thường những cái máu tụ ở hố sọ giữa, hố sọ gọi là sàn sọ trước, thì nó sẽ biểu hiện với biểu hiện này cộng với dịch não tụy chảy ra ở mũi. Trường thứ hai đó là một cái vasculite, tức là máu tụ ở sau tai và chảy dịch não tụy ở tai ra, thì thường là tổn thương của hố sọ giữa. Thấy chưa? Là những cái chuyên khoa mà chẳng liên quan đến mình nhưng mà là của mình, hiểu ý không? Của tai mình tưởng là tai mũi họng nhưng thật ra là của sọ đó. Mắt kính râm mình tưởng là của mắt đó nhưng mà thật ra là của mình, thấy chưa? Tiếp tục đó là gì? Đó là các xét nghiệm cận lâm sàng các bạn cần phải làm, ví dụ như là x-quang sọ, nhưng mà mình không khuyến cáo. Bởi vì gì? Bởi vì bỏ lỡ một lượng lớn bệnh nhân. Các bạn hình dung nhé, đây là chai nước của bạn đi, thấy chưa? Chai nước này mình đập phát, thấy chưa? Thì không có gì, xưa cái vỏ chai cũng bình thường, nhưng các bạn sẽ thấy nước ở trong đang lắc lư, cũng giống như não của các bạn đó, thấy chưa? Một va chạm rất là mạnh chẳng hạn, nhưng mà vỏ não cũng bình thường, nhưng nhu mô ở trong nó nắp bét rồi, thấy chưa? Để khi mà cái xương sọ, tức là cái vỏ chai mà nắp bét ra thì cái não cũng đẹp rồi. Thành ra cái x-quang chỉ
chị chỉ làm cho vui thôi, thấy chưa? Nếu không có, còn có thì các bạn nên chụp một cái CT scan, thấy chưa? Để tránh bỏ sót bệnh nhân. Tiếp tục đó là khi mà tổn thương trên CT, các bạn sẽ xác định đó là trong trục hay ngoài trục, đó là kín hay hở, đó là lan tỏa hay khu trú và đó là nguyên phát hay thứ phát. Chưa đặc biệt đó là mình nói cho các bạn. Thì coi thử cái tổn thương đó là trong trục hay ngoài trục, câu hỏi hay là câu hỏi thần kinh. Thành ra là các bạn nên nhớ, trong trục là trong như mô não, còn ngoài trục là từ các loại mềm, hoặc quen các loại màng rồi ra, màng mềm, màng nhẹ và màng nuôi, hộp sọ, thấy chưa? Thì tương ứng với các loại xuất huyết này, con dưới nhẹ là chỗ này này, con dưới màng cứng ở đây này, và con ngoài màng cứng ở đây này, thấy chưa? Và tiếp tục đây là một số hình ảnh của một cái máu tụ mà các bạn cần phải nhớ. Đó là máu tụ ngoài màng cứng này, thấu kính hai mặt lồi này và không đi qua đường khớp sọ tới ngang cái khớp của xương trán với xương thái dương lẫn hương rồi. Hay là khớp máu tụ ngoài màng dưới màng cứng là gì? Là máu tụ hình liềm này và đi qua đường khớp sọ này. Và lưu ý ở đây, thấy các bạn thấy bên em màu trắng trong bên em màu đen đen. Tại sao vậy? Là máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng nó sẽ gồm có máu tụ cấp, bán cấp và mạng tương ứng với thời gian của nó. Các bạn về đọc đấy, bởi vì câu này là câu lâm sàng của mình sẽ hỏi. Vì là máu tụ của từng loại nó sẽ có phương pháp điều trị khác nhau nên bắt buộc phải về tìm. Tiếp tục là máu tụ dưới màng dưới suối dưới nhẹ này, các bạn sẽ thấy nó nằm ở trong những cái rãnh, cái khe mà đặc biệt là rãnh xin phê. Ủa cái điện thoại đó này. Ủa sao hôm nay ta?
lan tỏa bệnh lý này rất rất là nặng ha. Tức là nó sẽ xuất huyết giữa ranh giới giữa chất xám và chất rắn, và các bạn thấy là nó lốm đốm này. Thường cái phim đầu tiên các bạn không thấy gì đâu, mà các bạn lại thấy bệnh nhân diễn biến lâm sàng rất là nặng. Tức là bệnh nhân rơi vào hôn mê luôn, không biết vì răng hết, chụp lên cái phim xám o không thấy gì đấy. Nhưng mà khoảng 48 đến 72 giờ sau các bạn chụp lên cái phim như gì? Thấy chưa? Nó xuất huyết ở những cái ranh giới giữa chất xám và chất trắng này, giữa đen và trắng này, sau đó có một cái những cái mụn trắng trắng lên. Là tổn thương sợi trục lan tỏa bệnh lý này rất là nặng ha. Tiếp tục đó là ngoài ra thì các bạn sẽ khảo sát thêm cho mình, đó là đối với CT scan thì coi được máu tụ phình não hoặc là vỡ xương cấu trúc đường giữa thế nào, mình chụp cột sống nếu bệnh nhân có tổn thương cột sống cổ hoặc là cột sống thắt lưng, và những cái MRI siêu thấp cho người trẻ và mạch não đồ cho các bạn nghi ngờ đến một cái tổn thương dị dạng, ví dụ như AVM hoặc là vỡ tứ phình ha. Nhưng mà ít dùng lắm, trên lâm sàng các bạn ngay lập tức chụp mình một cái CT scan. Thì quay lại vấn đề, đối với CT scan thì các bạn sẽ từ ngoài vào trong. Thì các bạn sẽ thấy đó là coi thử xương có vỡ hay không nè, rồi xem nhu mô thế nào, coi đục dọc hay không, và một số hình ảnh của mô tụ ngoài màng cứng nè, thấy chưa, mô tụ dưới màng cứng nè, mô tụ trong não dưới nhị nè, và mô tụ trong não, đây là những phù đều phía trong. Và vấn đề của các bạn đó là cái tổ chức đó là nằm ở đâu, và thứ hai phân độ whole field trên CT scan như thế nào để các bạn coi thử đó là chất trắng hay đó chất xám hay là đó xương hay là đó nhu mô hay là đó xuất huyết ha. Thì vậy tập lại ha. Và nguyên tắc điều trị đối với chấn thương sọ não nhẹ là từ 14-15 độ, bên 14-15 điểm thì các bạn nằm tư thế Fowler chẳng hạn 30-45 độ và theo dõi dấu thần kinh cũng như các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân và truyền dịch. Còn đối với chấn thương sọ não trung bình từ 9-13 thì cần phải theo dõi trên đơn vị ICU và những cái chuỗi gọi là series CT scan. Và nặng thì đương nhiên các bạn phải hồi sức tuần hoàn bộ hô hấp rồi và duy trì huyết áp lớn hơn 90 cũng như PaO2 lớn ít nhất là phải lớn hơn 60 ha. Và có thể đặt nội khí quản nằm sâu dạ dày và monitoring ICP. Nhớ cái từ ICP intracranial pressure ha. Thì cái này được coi theo dõi áp lực nội sọ của bệnh nhân. Rồi tiếp tục đó là gì? Đó là các bạn đặt khi nào, đặt bộ khí quả khi điện lớp glaucoma score bệnh nhân bé hơn 8 điểm hoặc là có những cái gãy xương sườn nặng hoặc là không đặt được nội khí quả qua đường mũi thì người ta do nghi ngờ vỡ sàn sọ. Còn dùng manitone trong những trường hợp các bạn theo dõi thấy ICP tăng lên và có cái tăng áp lực nội sọ trên CT scan, phù não và tổn thương tỷ lệ các tổ chức trong não, đặc biệt là đường giữa chẳng hạn. Và các chỉ định đây là học thuộc ha, học thuộc bởi vì sẽ hỏi câu hỏi cứu vớt những bạn có thể muốn sống khi mà hỏi trên lâm sàng. Câu hỏi đó bao gồm chỉ định của mổ của máu tụ ngoài màng cứng là gì, chỉ định mổ máu tụ dưới màng cứng là gì, và chỉ định máu tụ trong não là gì, ba cái chính yếu nhất ha. Thì đối với máu tụ ngoài màng cứng thì các bạn ít nhất cái thể tích của nó phải lớn hơn 30cc và cái độ dày, các bạn xác định cái bề dày lớn nhất của cái lát cắt nó xem thử lớn hơn 15mm không, hoặc đường giữa có bị lệch lớn hơn 5mm hay không, và điện glaucoma score rớt có số 8 hay không, và có dấu thần kinh khu trú hay không. Còn nếu mà cái theo dõi của các bạn khi nào, khi mà nó bé hơn 30cc này, đường giữa bé hơn 5 này, lệch bé hơn 15 này, glaucoma score lớn hơn 8 này và không có dấu thần kinh khu trú này, nhớ là vàng em, thì các bạn sẽ theo dõi bệnh nhân. Thấy chưa, đây là cái công thức mà để các bạn tính nhanh trên lâm sàng xem thử cái thể tích nó bao nhiêu, thì nó là 16:2 nhân với r bình phương nhân t và 0.4 đến 0.5 nhân d bình phương t. Nhưng quay lại thì các bạn cứ lấy a
tan B nhân C chia cho 2 là ra cái thể tích mà ở trong máu. Khi nào đi lâm sàng mình sẽ hướng dẫn làm sao tính được A nhân B nhân C ha. Thì xong rồi. Thì xong rồi hả? Thì xong rồi kể tụi bay. Rồi tiếp tục, đây là máu tụ dưới màng cứng, acute subdural hemorrhage. Thì gì? Các bạn sẽ coi cái đường giữa lớn hơn 10, đường giữa là cũng lớn hơn 5 nhưng mà bề dày của nó lớn hơn 10 này. Và nếu không có những cái tiêu chuẩn gì đường giữa bé hơn 10 hoặc là đường giữa bé hơn 10 và độ dày của cái lát lớn nhất lớn hơn 10mm thì coi được cái lát Vovuma score có rớt lớn hơn 2 điểm không. Ví dụ bệnh nhân vừa đo là 13 điểm, bây giờ bạn đo lại rớt còn có 11 hoặc 10 điểm thì các bạn sẽ coi có chỉ định phẫu thuật hay không, hoặc là đồng tử thế nào, đồng tử có bóc đối xứng hoặc là giãn ra hay không. Em bị răng nó không lên máy. Rồi tiếp tục đó là máu tụ trong não. Thì máu tụ trong não sẽ có một đó là nó sẽ lớn hơn 50cc đối với vùng thái dương và vùng tráng, còn lớn hơn 20 trong vùng hố sâu á. Tại sao hố sâu nó nguy hiểm? Bởi vì chỉ cần một lượng ít thôi thì bệnh nhân cũng có thể rơi vào trạng thái cùng kẹt. Các bạn nhớ cái độ lớn không? Nếu mà cái áp lực ở trong hố sâu nó tăng lên thì dẫn đến là các tổ chức đặc biệt là thông não nó sẽ tụt xuống dưới đó và gây tụt kẹt ha, và dẫn đến bệnh nhân ngưng hô hấp và tuần hoàn, vì đó là có trung tâm hô hấp và tuần hoàn ha. Đây là cái quyển sách mà các bạn cần phải tham khảo. Cái quyển sách này nhỏ nhắn lắm, nó khoảng mấy nghìn trang thôi. Mình cũng có photo ra rồi, mình bỏ trên khoa, các bạn cũng có thấy rồi đó không? Và mình cũng có lưu một cái bảng ở trên máy tính của khoa rồi, các bạn cũng có thể lên đó mà lấy. Và phiên bản của nó là 19 này, mới nhất luôn á, năm 2020. Thành ra các bạn được free cái đi bằng cách là lên trên đó mà lấy và về mà học ở. Và các phương pháp thì cái đây các bạn chỉ cần bước biết qua thôi, bởi vì các bạn cũng không có đi nhiều nên năm sáu mình sẽ đi sâu vào cho các bạn ha. Thì máu tụ ngoài màng cứng các bạn sẽ lấy máu tụ ra, máu tụ dưới màng cứng các bạn cũng sẽ lấy máu tụ ra, và cuối cùng là máu tụ trong não. Và một số di chứng các bạn có thể gặp và có thể tiêu lượng cho bệnh nhân khi bệnh nhân xuất viện thì thứ nhất là rối loạn tâm thần, thì có thể là vận động cảm giác, có thể động kinh do động tĩnh mạch xoang thang, và hội chứng sau chấn động não này đây hay gặp lắm, nhức đầu chóng mặt rồi tự nhiên lâu lâu khó tập trung mệt mỏi đồng cảm, thấy chưa, do nó